tên Trịnh Hoàng Sơn, ở huyện Trần Thời, tỉnh Cà Mau. Thì sau khi sử dụng sản phẩm phone ban bên em á, anh có cảm nhận như thế nào anh? Em cảm nhận là xịt hôm nay được 3 ngày thấy nó cũng xanh lắm. Anh có để ý bộ rễ đó không? Có để ý bộ rễ, mấy cái dây mà bị xây cổ rễ á. Mình xịt cái mình moi coi thử cái rễ mới đầu nó phúng ra, mới phúng ra khoảng 2 ly 3 ly. Dạ. Mới đầu phúng ra. Có thể là có từng rễ nó phúng ra nhiều. Dạ. Tại mới xịt cái này có 2 hôm à. Mình xịt liều lượng sao anh? Em xịt một gói này 2 bình 20 lít. Như cái gali á, anh xịt thấy bọ chỉ nó có coi nó hết hay là nó còn anh? Bọ chỉ em xịt thấy cũng đỡ đó, nhưng mà chết bọ chỉ với con gầy gùa, gầy gùa, gầy cánh vàng á. Cái chai này mình xịt 50cc trên một bình máy nha anh. Ở lúc hổng giai đoạn đầu thì em xịt có 30cc à. Dạ, 30cc mà vẫn chết ha. Chết. Dạ.